Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định vướng ngăn chặn thành công nỗ lực giải cứu con tin của lực lượng đặc nhiệm Israel vào dạng sáng ngày 8 tháng 12. Lữ đoàn al tuyên bố các thành viên lữ đoàn phát hiện một toán đặc nhiệm Israel cố gắng giải cứu một tù nhân và giao tranh với đơn vị này. Một số binh sĩ đối phương thiệt mạng và bị thương, song không công bố con số cụ thể và địa điểm xảy ra trận đụng độ. Giao tranh nổ ra dẫn đến thương vong nhiều binh sĩ bên phía Israel, song phía Hamas không nêu con số cụ thể. Theo Hamas, trong số thiệt mạng có Sa, 25 tuổi, một trong những binh sĩ Israel bị Hamas bắt giữ và là mục tiêu giải cứu của nhiệm vụ trên. Trong danh sách con tin đang bị Hamas bắt giữ được Israel công bố có một sinh viên 24 tuổi tên là Saha Baruch. Tel Aviv khẳng định người này bị bắt cóc tại nhà riêng trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 của Hamas. Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên của chính phủ Israel Elon Levy tuyên bố giới chức nước này sẽ không bình luận về đòn tâm lý chiến của Hamas. Ông Daniel Hagari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ IDF, sau đó cho biết quân đội Israel đã đột kích vào một địa điểm của Hamas hạ các thành viên của nhóm tham gia bắt cóc và giam các con tin ông Hagari thừa nhận chiến dịch giải cứu thất bại hai binh sĩ Israel bị thương nặng giới chức Israel cho rằng Hamas còn giữ hơn 130 con tin ở giải Gaza sau đợt trao đổi hồi cuối tháng 11 Israel ngày 11 tháng 12 tuyên bố nối lại giao tranh tại khu vực và cáo buộc Hamas không tuân thủ nghĩa vụ là trả tự do cho toàn bộ con tin nữ ngày thứ sáu 3 trong chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza hôm 8 tháng 12 Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào các khu đô thị lớn ở cả phía nam và phía bắc giải Gaza. Tại khu vực Bắc Gaza, dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh, lực lượng bộ binh Israel với hàng chục xe tăng, thiết giáp và máy ủi liên tiếp mở các cuộc tấn công vào thành phố Gaza và trại tị nạn Jabalia. Với cùng chiến thuật, quân đội Israel tổ chức hàng loạt cuộc tấn công vào hai thành phố lớn nhất phía nam giải Gaza là Khan Yunis và Rafah. Theo truyền thông Palestine, phần lớn các mục tiêu cuộc tấn công và bắn phá của quân đội Israel là địa điểm dân sự, bao gồm cả trường học và bệnh viện, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, lữ đoàn cảm tử al Qasam của phong trào Hamas cho biết các tay súng của nhóm này đã tấn công và phá hủy hoặc làm hư hại 21 phương tiện chiến đấu hạng nặng của quân đội Israel tại Gaza trong 24 giờ qua. Đáng chú ý, nhóm vũ trang này tuyên bố đã đánh bại một cuộc đột kích nhằm giải cứu con tin của quân đội Israel và gây thương vong lớn cho lực lượng thù địch. Con tin là một binh sĩ 25 tuổi người Israel đã thiệt mạng trong cuộc đột kích này. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã đạt thêm nhiều bước tiến mới trong các cuộc tấn công kết hợp cả không quân, pháo binh và bộ binh vào giải Gaza. Theo đó, trong 48 giờ qua, không quân Israel đã tấn công và phá hủy tổng cộng 450 mục tiêu của Hamas ở Gaza, bao gồm các cơ sở quân sự, gác canh và địa điểm tập kết vũ khí. Lực lượng hải quân cũng tiến hành nhiều cuộc pháo kích nhằm vào các mục tiêu ven biển của Hamas, IDF cũng xác nhận việc thành phố Tel Aviv và một số khu đô thị khác tại khu vực miền nam Israel tiếp tục bị tập kích tên lửa từ giải Gaza trong ngày 8 tháng 12. Tuy nhiên, tương tự như hầu hết các đợt tập kích tên lửa trước đó, đợt bắn tên lửa vào Israel hôm qua đã bị hệ thống phòng không vòm sắt của nước này đánh chặn nên không gây ra bất kỳ thương vong nào. Ngày 8 tháng 12, Mỹ đã phủ quyết yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở giải Gaza đẩy Mỹ vào thế cô lập về mặt ngoại giao khi nước này bảo vệ đồng minh Israel. Ngoài Mỹ phủ quyết, Anh bỏ phiếu trắng, 13 thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết do Ả Rập Xê Út đệ trình. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có động thái hiếm có hôm 6 tháng 12 khi chính thức cảnh báo Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên về mối đe dọa toàn cầu từ cuộc chiến Gaza vốn đã kéo dài hơn 2 tháng. Để một nghị quyết về ngừng bắn tại Gaza được thông qua, cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào của 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Tuy nhiên, trước khi dự thảo yêu cầu ngừng bắn nhân đạo do các nước Ả Rập và hồi giáo soạn thảo được đem ra bỏ phiếu thì Mỹ đã yêu cầu sửa đổi phần lớn nội dung của bản thảo này song đã không được đáp ứng toàn bộ. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ về cơ hội để dự thảo nghị quyết được thông qua. Hơn nữa, Mỹ cũng tuyên bố nước này không ủng hộ bất kỳ hành động nào nữa của Hội đồng Bảo an về Gaza vào thời điểm hiện tại. Dẫu vậy, trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 12, Tổng thư ký Guterres đã viện dẫn điều 99 của Hiến trương Liên Hợp Quốc cho phép ông lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bất kỳ vấn đề nào mà ông cho là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Palestine và nhóm các quốc gia Ả Rập, Hồi giáo tại Liên Hợp Quốc hy vọng thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ khuyến khích Mỹ hành động thay vì sử dụng quyền phủ quyết đối với dự thảo lần này. Hiện một dự thảo nghị quyết khác do Ai Cập soạn thảo về tình hình ở Gaza vẫn đang trong quá trình thương thảo với việc Mỹ và Israel đều giữ quan điểm cho rằng ngừng bắn chỉ khiến Hamas hưởng lợi và chỉ ủng hộ những khoảng dừng nhân đạo tạm thời để trao đổi con tin, thì một nghị quyết quốc tế được thông qua cũng khó làm Israel ngừng hành động. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cho biết, Chúng tôi chưa tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận khác về việc tạm dừng nhân đạo và tôi cũng không có tin tức nào để công bố hôm nay về việc trao trả các con tin của chúng tôi hoặc của nhiều quốc gia khác đang bị bắt về Gaza. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các con tin đang bị giam giữ. Hiện các cuộc giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas tập trung ở thành phố lớn thứ hai Gaza là Khan Yunis. Theo cơ quan y tế Palestine, chỉ trong ngày hôm qua, các cuộc tấn công mới nhất của Israel đã khiến hơn 350 người chết và khoảng 1.000 người bị thương, hầu hết là dân thường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua thừa nhận vẫn còn một khoảng cách giữa ý định bảo vệ thường dân và hiệu quả thực tế trong các chiến dịch của Israel. Tuy nhiên, theo trợ lý an ninh quốc gia nhà trắng John Finner, Mỹ đến nay chỉ kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho dân thường trong các chiến dịch tấn công và chưa đặt ra hạn chót cụ thể nào để Israel chấm dứt chiến dịch chống Hamas ở Gaza. Vì theo Washington, nếu xung đột chấm dứt vào lúc này, Hamas sẽ tiếp tục đặt ra mối đe dọa. Một thông tin tích cực hiếm có về tình hình Gaza là Israel đã đồng ý sớm mở lại cửa khẩu Kerem Shalom của nước này nối với Gaza để cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo. Theo Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths, điều này sẽ thúc đẩy các hoạt động nhân đạo nhằm tìm cách tiếp cận nhiều hơn với vùng đất đông dân của người Palestine, những nơi bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột kéo dài 2 tháng. Bên cạnh đó, nguồn tin an ninh Palestine cho biết máy bay chiến đấu của Israel ngày 8 tháng 12 đã phá hủy thánh đường Hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở Gaza. Các nguồn tin nêu rõ, thánh đường Hồi giáo lớn Al-Omari, thánh đường Hồi giáo lớn nhất và lâu đời nhất ở giải Gaza đã bị phá hủy trên diện rộng trong các cuộc tấn công của Israel. Thánh đường Hồi giáo Omari được xây dựng cách đây hơn 1.400 năm với diện tích khoảng 4.100m2. Phần tháp của công trình này đã bị phá hủy trong cuộc pháo kích của Israel cách đây 3 tuần. Phong trào Hồi giáo Hamas đã lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào một di tích lịch sử quan trọng và là một địa danh tôn giáo ở Gaza. Hamas lưu ý cho đến nay, quân đội Israel đã phá hủy 104 thánh đường Hồi giáo trên khắp giải Gaza. Các quan chức quốc phòng và thành viên lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 7 tháng 12 bắt đầu phát vũ khí và thiết bị quân sự khác cho dân quân tại những khu dân cư gần giải Gaza. Quá trình này sẽ diễn ra trong vài tuần, sau đó được mở rộng sang những địa phương khác. IDF và Bộ Quốc phòng Israel cho biết động thái nằm trong giai đoạn đầu của chương trình Ngọn Gió Trở Về với mục tiêu tăng cường phòng thủ biên giới, chuẩn bị cho những người đã sơ tán khỏi khu vực này quay trở về nhà. Trong giai đoạn tiếp theo, giới chức Israel sẽ phát thêm thiết bị y tế và hậu cần bổ sung cho dân quân. Bộ Quốc phòng Israel đang cấp tốc mua sắm thiết bị và huấn luyện lực lượng dự bị. Theo cơ quan này và IDF, đây sẽ là yếu tố chính trong khôi phục an ninh cho người dân. Chương trình sẽ tạo điều kiện tốt hơn để người dân quay về nơi ở trong những tuần tới. Thông cáo có đoạn. IDF sẽ tăng quân đồn trú tại các khu dân cư gần biên giới và mở rộng quá trình huấn luyện các binh sĩ với mô hình độc đáo phù hợp nhu cầu trên thực địa. Trong một diễn biến khác trước đó, tờ The Times of Israel dẫn lời lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay lữ đoàn thiết giáp 460 và tiểu đoàn 50 thuộc lữ đoàn Nahan vừa phát hiện ra một trong những kho vũ khí lớn nhất từ trước đến nay tại phía bắc giải Gaza. Kho lưu trữ nằm gần một phòng khám và một trường học gồm hàng trăm khẩu súng chống tăng RPG, hàng chục tên lửa chống tăng, hàng chục khối chất nổ, các rocket tầm xa, hàng chục quả lựu đạn và một số máy bay không người lái UAV IDF cho biết một số vũ khí đã bị phá hủy, trong khi số còn lại được đưa về Israel để điều tra thêm. Tất cả các cơ sở hạ tầng khủng bố được tìm thấy gần các tòa nhà dân sự ở trung tâm khu dân cư. Đây là bằng chứng nữa về việc tổ chức khủng bố Hamas coi cư dân giải Gaza như một lá chắn sống. IDF cáo buộc, trong khi Hamas chưa đưa ra bình luận. IDF cho biết đã tấn công khoảng 250 mục tiêu ở Gaza. Tờ The Jerusalem Post đưa tin lực lượng bộ binh tập trung tìm các vũ khí hạ tầng của Hamas, bao gồm các cấu trúc ngầm và thiết bị nổ. Ngoài ra, IDF điều động không quân tấn công hai bệ phóng rocket của Hamas, từng được sử dụng để phóng sang miền trung Israel hôm 5 tháng 12. Quân đội Israel cũng chỉ đạo một cuộc không kích vào khu vực Day Anbala ở trung tâm Gaza. Bên cạnh đó, trong tuyên bố mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết ngôi nhà của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar tại Gaza đã bị bao vây trong khi bản thân ông này đang ẩn náu trong những hầm ngầm kiên cố dưới lòng đất, trước đó Thủ tướng Netanyahu đã thông báo rằng quân đội đang bao vây nhà ông Sinwar, đồng thời nói thêm rằng lãnh đạo Hamas có thể trốn thoát, nhưng việc bị bắt giữ được chỉ là vấn đề thời gian. Ông Sinwar là thành viên sáng lập của Hamas và từng lớn lên trong trại tị nạn Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza và là một trong những trung tâm quyền lực quan trọng nhất của Hamas.